Thứ ba tuần 32 thứ niên. Lời Chúa: Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Luca chương 17 câu 10. Văn kiện tổng tu nghị 21 số 23. Chị em dùng tất cả khả năng và ơn Chúa ban để thi hành và chu toàn các bổn phận được ủy thác, vì biết mình đang góp công xây dựng thân thể Chúa Kitô theo ý định của Thiên Chúa. Suy niệm: Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh một người tôi tớ để dạy chúng ta về thái độ phục vụ trong khiêm nhường. Bởi vì khiêm nhường giúp chúng ta phục vụ cách chân thành. Khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra rằng việc phục vụ là điều tự nhiên và cần thiết, không phải để tìm kiếm danh, lợi, thú. Nhưng ngược lại, phục vụ với tinh thần khiêm nhường là làm cho việc phục vụ của chúng ta trở nên hiệu quả và chân thành hơn. Vì chúng ta không làm vì mình, mà làm vì tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Từ đó, chúng ta không phải tìm kiếm sự công nhận, tìm kiếm sự tán dương hay phần thưởng, mà chỉ thực hiện nhiệm vụ của chúng ta với lòng tận tâm và sự trung tín. Lời dạy về sự khiêm nhường phục vụ trong sách gương Chúa Giêsu cũng vang lên với mỗi người chúng ta. Người khiêm nhường dẫu phải nhục nhã cũng vẫn bình an, và họ không tin tưởng ở người đời mà chỉ tin tưởng ở Chúa. Nếu như ta không coi mình rốt hết nhân loại, ta đừng tự hào đã tiến bộ trong đường nhân đức. Là những người con Đức Mẹ vô nhiễm, chúng ta được mời gọi dùng tất cả khả năng và ơn Chúa ban để thi hành và chu toàn các bổn phận được giao phó. Thực hành sự khiêm nhường trong phục vụ bằng cách hỗ trợ và yêu thương các chị em trong cộng đoàn, lắng nghe nhu cầu của mỗi người và cùng nhau làm việc để xây dựng một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất. Nhờ đó, chị em góp phần xây dựng thân thể Chúa Kitô theo ý định của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con là những đầy tớ vô dụng. Xin giúp chúng con sống tinh thần phục vụ trong khiêm nhường. Nhờ đó, chúng con ý thức rằng tất cả những gì con làm là đang thực hiện những gì Chúa muốn. Xin đừng để con bị cám dỗ bởi sự tìm kiếm phần thưởng hay sự tán dương, mà hãy để con biết rằng sự phục vụ là điều tự nhiên và cần thiết trong cuộc sống đức tin của chúng con. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống, hôm nay chị em cùng nhau quyết tâm nhanh nhẹn và vui tươi khi làm các công việc bổn phận, vì vinh danh Chúa chứ không phải vì tiếng khen chê của người khác.